Chúng tôi là Hoàng Bách từ thành phố Huy Tinh. Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Và thưa quý khán thính giả, ngày hôm nay vị khách mời của chúng tôi là giáo sư Nguyễn Bá Lộc từ miền Nam Cali. Chúng tôi xin hân hạnh kính chào giáo sư Nguyễn Bá Lộc. Chào anh Hoàng Bách. Kính chào quý vị thính giả của Việt Radio. Hôm nay là rất vui trở lại với một đề tài mới. Dạ vâng, thưa quý thính giả, chúng tôi cũng xin phép giới thiệu giáo sư Nguyễn Bá Lộc trước năm 1975. Ông là chuyên viên về kinh tế ở vùng 4 chiến thuật. Ông cũng là giáo sư Đại học Cần Thơ. Và sau năm 1975 thì ra hải ngoại, ông cũng tiếp tục viết những cái bài bình luận về kinh tế và ông cảm cho các cơ quan truyền thông ở hải ngoại. Và ngày hôm nay thì chúng tôi rất là hân hạnh được giáo sư Nguyễn Bá Lộc trở lại trong chương trình này. Thưa giáo sư, trong những ngày vừa qua thì Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng như là của Liên Hiệp Quốc báo động là cái con Covid-19 đã gây ra cái thảm họa về kinh tế cho các nước trên thế giới. Ngày hôm nay thì thưa quý khán giả, chúng tôi muốn nhờ giáo sư Nguyễn Bá Lộc cái góc nhìn của ông về cái lĩnh vực kinh tế thôi. Thì thưa ông, qua cái sự kiện này, ông có thể tóm tắt cho quý thính giả chúng ta thấy là cái tình trạng kinh tế của thế giới nó như thế nào, và sau đó chúng ta đề cập tới ba quốc gia, đó là Hoa Kỳ, Trung Quốc và Việt Nam. Bây giờ thì trước nhất là xin mời ông có thể tóm tắt cái tình trạng kinh tế khắp nơi với quý khán thính giả, thưa ông. Thưa quý vị, cái đại dịch Corona, như quý vị Corona virus, quý vị đã nghe rất là nhiều trong 3 tháng nay, đã được thấy, đã được đọc rất nhiều. Nhưng mà hôm nay thì tôi đóng góp ý kiến với lại Hoàng Bách để trao đổi cũng như là cho quý vị thêm một số chi tiết, hiểu thêm về cái khía cạnh kinh tế. Với tư cách chuyên môn đó, chúng tôi cái bài hôm nay trao đổi với lại Việt Radio để có hai phần chính. Một phần thứ nhất là nói về kinh tế thế giới bị thiệt hại như thế nào trong cái đại dịch này. Và trong cái xáo trộn của thế giới đó, nó có cái phần mà chúng tôi muốn nói cho rõ với những cái tài liệu là cái gọi là supply chain, tức là cái chuỗi cung ứng toàn cầu của do Trung Quốc nắm và đang lũng đoạn. Cái vấn đề đó tôi nghĩ là vấn đề chính để hiểu thêm cái Trung Quốc, mà hiểu thêm cái đại nạn. Và sau đó cái phần 2 thì tôi sẽ cùng với anh Hoàng Bách trao đổi rất là ngắn về cái vấn đề kinh tế thôi của ba nước mà tôi cho là tượng trưng đó, đó là Hoa Kỳ, Trung Quốc và Việt Nam. Để thưa anh. Dạ vâng. Bây giờ thì thưa mời giáo sư có thể nói về cái chuỗi cung ứng, bởi vì chúng ta biết là sau khi mà Trung Cộng mở cửa đó, từ năm 1972 có cái hiệp định với Hoa Kỳ đó, thời của ông Nixon và ông Kissinger đó, thì sau đó chúng ta thấy là tiếp tục có cái thời các tổng thống sau đó mở cửa mà ồ ạt, và hầu như là các cái doanh nhân của Tây phương đó họ tìm tới ở Trung Cộng, là thứ nhất là trong giai đoạn này thì nhân công rẻ, rồi những cái tiêu chuẩn ở về công nhân nó cũng được dễ dàng, cho nên họ ham lợi nhuận nhiều mà họ đứng ra họ đầu tư rất là nhiều ở Trung Cộng. Chính vì cái yếu tố này mà bây giờ qua những cái sự kiện chúng ta thấy là khi đầu tư ở Trung Cộng thì Trung Cộng họ đồ họa là phải trao đổi những cái trí tuệ, những sản phẩm trí tuệ cho họ. Nhưng mà vì các doanh nhân họ thấy là ham tiền lời quá, lợi nhuận quá, cho nên họ đầu tư. Và bây giờ thì xin giáo sư có thể chia sẻ được cái nhìn của giáo sư là khi mà chúng ta toàn cầu quá, chúng ta đầu tư đó và chúng ta lệ thuộc Trung Cộng như là một cái xưởng sản xuất thì nó như thế nào, thưa giáo sư? Tôi định nói cái thiệt hại kinh tế thế giới trước, nhưng mà thôi, tôi thấy cái anh Hoàng Bách trao đổi tôi nghĩ hợp lý, là vì mình cái vấn đề chính của mình đó là cái vấn đề mà cái Trung Cộng nắm cái chuôi của gọi là cung ứng toàn cầu, trong đó có cái loại cung ứng của medical supply, tức là những cái sản phẩm mà y tế mà đang kẹt, là cụ thể đang kẹt của cả thế giới. Thì có lẽ tôi nói vấn đề toàn cầu trước rồi mình đang nói cái thiệt hại sau, bị cái thiệt hại thì nhiều khi nó cũng tóm lược nhưng mà có một số người cũng đã biết rồi. Thì bây giờ tôi nói cái mục mà tôi cho rằng nó cũng rất là thích hợp, đó là
cái toàn cầu hóa, và thứ hai là cái chuỗi mà cung ứng mà Trung Quốc đang nắm cán đó, tức là gọi là nắm đầu mối đó, để mà lũng đoạn kinh tế thị trường của kinh tế quốc tế. Thì cái phần nhỏ trước đó, một là tôi nói qua về cái kinh tế toàn cầu hóa trước chút xíu, là thưa quý vị là trong khoảng 50 năm nay, toàn cầu hóa là một cái ý niệm tất cả mọi nước hợp tác với nhau trên cái tinh thần thứ nhất là lưỡng lợi, thứ hai là có thể giải quyết giúp đỡ nhiều phát triển kinh tế, nhiều phát triển xã hội. Cái thứ ba là cái toàn cầu hóa đã tạo ra một cái nguyên tắc căn bản, đưa ra nguyên tắc căn bản phải dựa vào, đó là kinh tế thị trường hoàn toàn. Đó là cái ý niệm. Và chính nhờ cái toàn cầu hóa trong vòng khoảng 50 năm nay đó, thì kinh tế thế giới nó đã gia tăng rất là nhiều. Từ trước kia khoảng lối 2-1.5%, sau này trong vòng khoảng 12-15 năm trở lại đây, nó lên trung bình cũng khoảng 2.8-3% của kinh tế thế giới. Mà kinh tế thế giới mà lên như vậy coi như là tốt đó. Thì nhưng mà trong 25 năm đầu đó thì toàn cầu hóa đi rất là đúng trật tự, nhất là dưới sự hướng dẫn của cơ quan gọi là WTO, tổ chức mậu dịch quốc tế đó, thì đi rất là đàng hoàng. Nhiều nước là có tiền, nước tư bản như Mỹ, Âu Châu, thấy nước nào nghèo, nhân công rẻ, đi vào hợp tác để cùng có lưỡng lợi, thì tạo ra một hàng hóa tốt. Và chính vì vậy giúp đỡ chẳng những cho những nhà tư bản mà giúp đỡ cho những người nghèo ở những nước nghèo. Nhưng mà tới cái giai đoạn 2, mà tôi có thể gọi giai đoạn 3, khi Trung Quốc đã bước vào cái WTO, đã bước vào cái thị trường quốc tế, đã tiến vào cái là toàn cầu hóa, thì là nó có chuyện. Kinh tế nói chung thì vẫn là phát triển toàn cầu rất tốt, nhưng mà cái âm mưu của Trung Quốc với ba quyền mà kinh tế lẫn chính trị sau này đó, Trung Quốc đã đi một con đường nó khác với cái quan niệm của toàn cầu hóa trước kia. Tức là Trung Quốc đi vào xuất cảng, lợi dụng đầu tư ngoại quốc với nhân công rẻ để đem lợi kinh tế cho mình và tạo một sức mạnh kinh tế quan trọng trong vòng 20 năm qua, để tạo thành từ đó bước qua một cái giai đoạn khác là quân sự mạnh và tiến tới bước thứ ba là tranh với Hoa Kỳ lãnh đạo thế giới. Thì như vậy đó, toàn cầu hóa nó có một cái giai đoạn tốt. Và giai đoạn hiện tại dưới cái giai đoạn mà Trung Quốc dạng gia nhập vào đó thì lại lộn xộn và rất là có thể nói là nguy hiểm cho cả thế giới. Thì cho nên cái từ cái ý niệm đó đó, và từ cái giai đoạn phức tạp của hiện nay đó, thì các nước tư bản, các nước mà làm ăn đàng hoàng đó đặt ra câu hỏi, hay là những nhà mà chiến lược kinh tế đặt ra câu hỏi mà bây giờ chưa giải quyết, đó là: như vậy, toàn cầu hóa với một cái quan niệm gọi là kinh tế tự do hoàn toàn 100% là tốt, hay là tới bây giờ phải suy nghĩ lại, cần phải có một cái giới hạn nào đó. Nếu không thì Trung Quốc sẽ áp đảo, dùng những cái đoàn ma giáo để mà lấn chiếm thị trường quốc tế và từ đó lấn chiếm những cái thế lực khác về chính trị. Thành ra câu hỏi đó, thì hiện giờ từ câu hỏi đó nó đẻ ra trong mấy năm nay với một ý niệm trở lại cũ, đó là bảo hộ mậu dịch. Nhưng mà các nhà kinh tế cho rằng bảo hộ mậu dịch theo cái kiểu cũ xưa 5-70 năm về trước thì không đúng. Tức là mình bế quan tỏa cản. Bây giờ bảo hộ mậu dịch với một ý niệm mới trong hòa lẫn với toàn cầu hóa là có sự bảo vệ cái kinh tế của nước mình, chứ không để mà kêu bằng chơi xả láng như Trung Quốc, mà nó sẽ áp đảo mình, nó tuôn hàng vào áp đảo mình, rồi thất nghiệp, rồi kinh tế, rồi tất cả những công ty của trong nước mình chuyển qua bên Trung Quốc. Thì đó là một cái câu hỏi của những nhà nghiên cứu kinh tế đặt ra mà hiện giờ vẫn còn đang tranh luận đó. Thì hiện nay trong cái ý niệm đó có một phần nào là Tổng thống Hoa Kỳ hiện tại áp dụng một phần nào, tức là gọi là chế độ bảo hộ có giới hạn và có chọn lọc. Rồi, cái đó là ý niệm thứ nhất. Cái lý thuyết thứ nhì của cái điểm mà toàn cầu hóa đó là bây giờ đưa tới
khi mà Trung Quốc đã tràn lan, đã dùng một cái gọi là mộng bá quyền, hay là mộng Trung Quốc, hay là chế độ xã hội chủ nghĩa với sắc thái Trung Hoa, thì nó đặt ra cho những nhà nghiên cứu chiến lược kinh tế ra như vậy. Nếu mà chúng ta cứ cộng đồng cả tư bản cả mọi nước đưa vào cái quyền lợi kinh tế cho Trung Quốc, nắm giữ giới bằng mọi cách họ chiếm đoạt được, thì họ nói là với cái màu sắc cá nhân của Trung Hoa như vậy, thì tại sao mình không có, nước mình không có một cái màu sắc nào? Thì do đó cái ý niệm về chính trị kinh tế nổi lên thứ hai, đó là chủ nghĩa dân tộc hay là chủ nghĩa quốc gia lẫn một phần nào trong cái gọi là hội nhập kinh tế hay là toàn cầu hóa đó, tức là chủ nghĩa nationalism. Thì đó là tôi nói sơ qua để quý vị thấy rằng hiện tại đó, cái toàn cầu hóa nó có hai cái ý niệm mà tôi vừa trình bày để suy nghĩ thôi, chứ chưa có một cái giải quyết rõ ràng. Bây giờ tôi trở lại cái điểm thứ hai nhỏ của toàn cầu hóa đó, của kinh tế thế giới toàn cầu hóa, đó là cái bằng Trung Quốc đã nắm cán hay là nắm đầu mối của các cái gọi là cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Chính cái đó là cái điều quan trọng mà cái điều chúng ta muốn nói hôm nay. Là sao? Là vì qua mấy cái lần mà trong 3 tháng qua khi mà đại dịch nó tới đó, thì nó thể hiện cái chuyện mà supply chain á, là cái ý niệm cũng là vài chục năm nay ai cũng thấy. Thì trước hết supply chain, tôi nói câu sơ thôi, là tất cả vì cái toàn cầu hóa đó mà cái sự mà với lại cái kỹ thuật mà phát triển cao bây giờ đó, thì cái vấn đề sản xuất, vấn đề thương mại nó sẽ đi theo một cái mô hình mới, nghĩa là không có một cái công ty nào sản xuất từ A tới Z hết của một sản phẩm, từ sản xuất cho tới đưa tới thị trường tiêu thụ cuối cùng không gần như là những cái hàng hóa về kỹ thuật cao, những hàng hóa lớn, những công ty lớn đều dưới một cái mô hình mới, đó là một nước sản xuất một phần, mỗi nước kia sản xuất một phần, và cuối cùng cái anh ráp lại thành một phần và anh chuyển vận mua làm tiêu thụ làm phần khác. Thành ra các nhà kinh tế mới gọi cái ý niệm đó gọi là chuỗi chain, tức là có 3-4 đoạn ráp lại. Nó thành ra cái ý niệm đó Trung Quốc lợi dụng liền. Bởi vì Trung Quốc thứ nhất là có thị trường nội địa lớn, thứ hai là nhân công rẻ, thứ ba là họ bằng bất cứ giá nào họ cũng là xuất cảng phát triển hết. Bởi vì đảng Cộng sản là độc quyền cho nên họ trợ cấp bừa bãi, dùng mọi giá dưới một giá rất rẻ, cho nên họ đi mua qua Việt Nam hay là mua đồ bạc, như các anh chị thấy là Apple hay là Samsung hay là ngay cả Toyota, Hyundai, tất cả những cái hàng đó là nó đặt bên Đài Loan, rồi bên Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, rồi ngay cả Đài Hàn về Trung Quốc ráp lại. Trung Quốc ráp lại đem xuất cảng ra trên thế giới, Âu Châu và Mỹ mua với một giá rẻ, mọi người tiêu thụ vui vẻ, vỗ tay. Đó. Thành ra với cái tình trạng đó nó kéo dài từ 20 năm nay trong một cái mô hình mới đó gọi là chuỗi cung ứng. Thì bây giờ khi cái nạn dịch này nổi lên, thì cái chuỗi cung ứng đó chúng ta thấy rõ là có một cái sự trục trặc, một cái sự vô lý và sự tiến hơn nữa là một sự nguy hiểm. Nguy hiểm cho các nước, nhất là những cái nước tiêu thụ những cái hàng của Trung Quốc mà chúng ta biết đó. Thì bây giờ tôi nói qua thí dụ của cái phần mà toàn chuỗi gọi là cái chuỗi cung ứng của một cái món hàng, nhiều món hàng nhưng mà nằm trong một cái danh sách nó gọi là medical supply. Bây giờ chúng ta không có thì giờ nói những cái chuỗi khác, nhưng mà cái chuỗi đó chúng ta sẽ thí dụ để thấy rằng cái chuỗi đó do Trung Quốc nắm và Trung Quốc dùng nó rất là ma giáo, rất là nguy hiểm. Thứ nhất, tôi thí dụ vì không có thì giờ chúng ta chỉ nói ngắn thôi, là khi cái đại dịch nổi lên mà được báo cáo đó là tháng 12 tại Vũ Hán, tháng 12 2019, và nó liên tục là chết là xảy ra ở Trung Quốc trước cho tới tháng 2 nó mới ra thế giới. Thì trong từ tháng 12 với tháng Giêng, tháng 12 với tháng Giêng của 2020 đó, thì Trung Quốc đã làm cái gì trong cái chuỗi gọi là medical supply? Mà chúng ta biết medical supply khi mà
đại dịch nó lan ra thế giới, như là ở Ý, Tây Ban Nha hay là Pháp, nhất là Hoa Kỳ, thì mọi người là thấy cái nhu cầu của medical supply nó quá lớn và con virus là đi quá nhanh. Cho nên cái đó thứ nhất. Cái thứ hai, nhìn lại cái khả năng tự cung ứng cho mình để mà thỏa mãn trong cái dịch đó, thì các nước Tây phương này, Hoa Kỳ, Ý, là Anh, là Pháp, gần như chới với, là vì không đủ để mà đáp ứng ngay trong cái tình hình quá nhanh như vậy. Thành ra do đó nó xảy ra một cái mà chúng ta nói hôm nay. Rồi thì bây giờ đó, Trung Quốc làm cái gì để mà nắm chui cái đó, để nắm cán cái chuỗi đó, nắm độc quyền cái chuỗi medical supply đó. Thứ nhất là khi xảy ra cái virus ở Vũ Hán thì Trung Quốc cũng bề ngoài thì cũng vẫn chữa trị, nhưng mà một trước đó độ vài tuần và sau đó vài tuần thì Trung Quốc đưa lên hai cái điểm mà chúng ta rất nghi ngờ rằng Trung Quốc đã đầu tư lũng đoạn thị trường medical supply. Medical supply, tôi xin thưa quý vị, đây là những cái sản phẩm về y tế đủ thứ đó. Đó thì cái họ Trung Quốc làm cái gì? Thứ nhất là cái hàng medical supply đó, hồi xưa trước kia mấy chục năm mà kinh tế xuất cảng của Trung Quốc mạnh đó, thì nó nằm trong cái loại danh sách dưới sự quản lý của bộ, gọi là bộ truyền thông và kỹ thuật truyền thông, tức là information technique industry. Thì cái đó thì nó thường thôi, bởi vì khi nằm trong đó thì cái hàng của medical supply nó là một cái sản phẩm thường về truyền thông thôi, nó đâu có cái gì đặc biệt. Nhưng mà khi năm 2015 cho tới khoảng 2018 thì do cái Trung Quốc nó mới đưa ra một cái kế hoạch, đại kế hoạch gọi là Made in China 2025. Thì khi Made in China 2025 đó thì Trung Quốc có cái tham vọng tới 2025 đó, cái đại kế hoạch này đó sẽ sản xuất một phần lớn là những cái sản phẩm trên thế giới cần và những cái sản phẩm rất là quan trọng đó. Thành ra cái Đảng Cộng sản của Trung Quốc mới đưa cái loại medical supply chuyển qua một cái dưới sự kiểm soát của cái cơ quan kiểm soát của Trung ương là kiểm soát sản phẩm chiến lược, vì nằm trong cái sản phẩm chiến lược là sản phẩm phải làm cho bằng được cho tới 2025. Thì do đó cái medical supply đã có được dự trù âm mưu ngay từ đó, tức là 2-3 năm trước rồi. Cái thứ nhất. Cái thứ nhì đó là khi cái mà nạn đại nạn ra xảy ra ra đó, thì Trung Quốc mới cấm cái từ đầu tháng 2 đó, Trung Quốc cấm các cái nhà sản xuất ở trong nước, các công ty trong nước là không có được xuất cảng của các cái loại medical supply, kể cả công ty của ngoại quốc. Trong đó có ba công ty lớn của Hoa Kỳ là công ty 3M, đó là một trong kia rất lớn về sản xuất medical supply của Hoa Kỳ, đang đầu tư bên đó và sản xuất rất lớn, mà Trung Quốc mới cấm hết cho xuất cảng. Thành ra tất cả những hàng xuất cảng, tất cả những hàng sản xuất được Trung Quốc trong tháng 2 và tháng Giêng đó đều giữ đó dưới sự phân phối và điều động của Trung Quốc, của chính quyền Trung ương. Thì như vậy chúng ta thấy cái lệnh đó, lệnh thứ hai, là hồi đó không kiểm soát gì hết á, không gọi là kiểm soát, lơ mơ thôi, bây giờ kiểm soát rất là quan trọng như vậy. Đó, cái ý đồ nó có hoạch ngay từ hồi đầu. Rồi, bây giờ đó, qua tới đầu tháng 3, trong tháng 2, chẳng những cái hàng mà Trung Quốc xuất cảng đó, trong nước sản xuất nước cấm không xuất cảng, Trung Quốc lại đi mua những cái medical supply, nhất là máy trợ tim, nhất là đồ mask, nhất là bộ đồ mà phòng vệ cho những trong bệnh viện. Trung Quốc đi mua trong vòng có một
tháng, tức là cuối tháng giêng cho tới cuối tháng 2, 1.2 tỷ Mỹ Kim mua ở ngoại quốc, kể cả rất là nhiều nước. Thành ra khi trong nước đã đầy rồi, bây giờ Trung Quốc đi mua 1 tỷ 2 những cái món đó đem về, nhập đem về để dự trữ đó. Thì Trung Quốc có nói là lý do là tại vì cái đại dịch này không biết chừng nào chấm dứt, lúc đó mới đầu tháng 2 thôi, thành ra phải đi mua để mà phòng ngừa. Đó, cái lý do là vậy. Nhưng mà khi mà cái stock đầy đủ như vậy, thì tới qua đầu tháng 3, Trung Quốc mới nói rằng bệnh dịch ở Vũ Hán hay là của Trung Quốc bây giờ nó giảm rồi. Trung Quốc có thể kiểm soát cái bệnh dịch đó được. Cho nên bây giờ cái đồ mà gọi là medical supply tôi nói như nãy đó, cho cái bệnh dịch này đó, thì nó quá dư. Cho nên Trung Quốc, cái lý do thứ nhất, lý do thứ hai là bây giờ các cái con virus này nó tràn qua Mỹ, qua Italy trước, qua Tây Ban Nha, qua Pháp, qua Anh vân vân. Thành ra cái nhu cầu các nước đó yêu cầu phải mua đó quá nhiều. Cho nên á, Trung Quốc nói thôi bây giờ mình dư thì các nước mình đem bán cho nó để mà giúp cho về con người, giúp cái cứu mạng sống con người. Thì Trung Quốc làm hai kiểu. Thứ nhất á, là đem cho tặng một số, độ chừng 1/10 đem tặng không. Cái thứ hai đó là bán với giá gấp 5-10 lần lên. Như vậy chúng ta nhìn cái kinh tế như kinh tế chợ lớn, chúng ta biết là đó là một loại đầu cơ chứ gì nữa. Đầu cơ phá rối thị trường, lợi dụng tình hình cái đại dịch này để bán hàng với một cái số tiền rất là nhiều, hàng tỷ tỷ, theo kết quả đó là hàng tỷ Mỹ Kim Trung Quốc đã thu được trong vòng tháng 3 và cuối tháng 2, tháng 3 và tới đầu tháng 4 này. Thì tất cả những hàng Trung Quốc đó đi khắp nơi trên thế giới, thì theo tới cuối tháng 3 mà tôi ghi nhận được đó, thì cái số mà đơn đặt hàng đó là 58 cái quốc gia đã được chấp thuận rồi, đã xuất cảng trong cuối tháng 3 và đầu tháng 4. Và 71 cái đơn đặt hàng của 71 quốc gia khác đang đặt hàng mà chưa chấp thuận, chưa ký. Thành ra quý vị thấy, các anh chị thấy là cái số đó rất là lớn. Đó là một món gọi là thương mại bở, rất là bở. Như vậy thì ngoài cái chuyện mà về kinh tế không đó, thì cái chuyện này tôi nói quý vị nêu lên để thấy rằng, thứ nhất là Trung Quốc nắm cán một cái chuỗi hàng rất là quan trọng. Cái thứ nhì, Trung Quốc lợi dụng cái thị trường này để mà làm giá, để mà bán hàng, trong đó có một số hàng quá dởm giả. Thứ ba đó là nhân danh cái nước Trung Quốc vĩ đại, là có thể đây là ta là nước số 1 ân huệ đi giúp các cái nước bị nạn, giúp người, giúp nhân loại, đem cho một số hàng nhưng là bán 90% bán số hàng khác. Thành ra cái tình hình này đó làm có sự phản ứng rất là quyết liệt của nhiều người, của những nhà nghiên cứu kinh tế, những nhà nghiên cứu thương mại và những chính phủ quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ. Hoa Kỳ bị kẹt một cái điểm là cái thị trường, cái công ty 3M yêu cầu sản xuất thêm thì lại nó kẹt, không đem về được. Thì em nói với ban task force của Hoa Kỳ là bây giờ hàng Trung Quốc nó nắm hết, nó không cho đem về. Cái thứ hai là mấy nước khác bị giờ hàng dởm, hàng giả trả lại, như là Tây Ban Nha, như là Hà Lan, như là Tiệp Khắc. Đó là một cái vấn đề chúng ta không có thời giờ nói nhiều, nhưng mà chứng tỏ rằng cái đường hướng bá đạo về kinh tế của Trung Quốc lợi dụng tình hình này để vừa kiếm tiền, vừa là tạo ra một cái thế chính trị quốc tế. Dạ vâng, cảm ơn giáo sư đã đi vào chi tiết và cũng như là cho quý khán thính giả của chúng ta biết về cái tham vọng, cái mưu đồ của Trung Cộng đối với các nước trên thế giới. Và đây cũng là cái cơ hội mà COVID-19 cũng cho các Hoa Kỳ cũng như các nước Tây Phương nhận chân ra cái bản chất của chế độ Trung Cộng. Bây giờ thì phần đầu cũng đi hết phần nửa của thời gian rồi, chúng ta còn lại 3 phần. Đó là sự thiệt hại về kinh tế của Hoa Kỳ, thiệt hại kinh tế của Trung Cộng và thiệt hại kinh tế của Việt Nam. Chúng ta sẽ đi trong vòng 20 phút nữa thưa giáo sư. Thì bây giờ xin mời giáo sư.
Tôi có lẽ đi bố mỗi cái 5 phút rắn tóm tắt với anh Hoàng Bách với thưa quý vị. Thứ nhất phải nói sơ qua kinh tế toàn cầu trước, 5 phút thôi, 3 phút cũng được. Là cái đại dịch này đó, nó là một cái đại dịch, nó là tạo ra một cái khủng hoảng kinh tế toàn cầu mà theo IMF và World Bank là nói rằng cái hậu quả kinh tế của cái đại dịch này nó nặng hơn cái khủng hoảng kinh tế hồi 2028. 2028 là toàn thế giới bị cái khủng hoảng, nhưng đó chỉ vấn đề mà tài chính là chính. Bây giờ nó đụng tới con người, cho nên cuộc khủng hoảng của thế giới kỳ này nó nặng hơn, toàn diện hơn, khó giải quyết hơn. Cái thứ nhất, đó là lời của ông mà Chủ tịch David Malpass của Ngân hàng Thế giới nói hồi đầu tháng 3 đó. Cái thứ hai là cái như vậy, cái khủng hoảng này nó đối với mọi nước, cho nên nó ảnh hưởng rất nhiều cái chuyện mà kinh tế của mỗi nước. Bởi vì nước nào cũng dính cái vấn đề toàn cầu hóa, dính về xuất nhập cảng, dính về đầu tư, dính về máy bay, dính về này kia nọ. Thành ra cái khủng hoảng này nó dính hết tất cả mọi nước, ít hay nhiều tùy theo cái tình trạng kinh tế nước đó, tùy theo cái con virus nó triệt hạ nước đó như thế nào. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba đó, về con số đó, thì chúng ta thấy rằng nói về cái chuyển vận du lịch máy bay đó, thì theo ước lượng của cái theo trong cái ABC News nó có nói tóm tắt nói khoảng 113 tỷ trong năm nay đó bị thiệt hại các cái airline với khách với du lịch hotel này kia, riêng trong phần đó là 113 tỷ mới kịp. Và các cái kinh tế, cái thứ ba đó là kinh tế giới vì cái vấn đề này cho nên sụt giảm chỉ còn 1.5% thôi. Thì có nghĩa là kinh tế thế giới năm nay so với 2-3 năm trước á còn có phần nữa. Phần nữa mất rồi. Hồi trước tới giờ thì kinh tế thế giới vào khoảng 2.9-3 chấm. Bây giờ năm nay nó ước lượng vào khoảng chỉ còn 1.5 mà thôi. Cái thứ ba đó là, thứ tư đó là cái vấn đề mà ảnh hưởng kinh tế về sản xuất, về thương mại, về mậu dịch quốc tế vân vân, thì cái này chúng ta cũng đã biết và nói tóm tắt là nó ảnh hưởng hết về cái trao đổi, về xuất cảng, về nhập cảng, về gì đó, là vì cái nhà máy không có đủ nguyên liệu, vì nhân công là cứ bị cách ly ở nhà này kia nọ, thành ra các cái ảnh hưởng di truyền tới quán ăn, tới bán lẻ, tới những người khuân giác bán lẻ nữa. Thì riêng cái phần mà dầu lửa chúng ta thấy đó là nó sụt giảm vào khoảng lưới 18%, và OPEC đã trong tháng 2 đó đã cắt giảm 25% cái số xuất ra để giữ cái giá dầu lửa, bởi vì nó rất là quan trọng. Thì mấy ngày nay đã đang hợp đó, thì cái vấn đề này hy vọng có thể giải quyết một phần nào cho OPEC. Và vấn đề thứ năm chót á là cái vấn đề mà tài chính và tiền tệ, trong đó có vấn đề chứng khoán. Thì chứng khoán sụt giảm rất là thê thảm, và nó đang ở cái tùy tình trạng nước, nhưng mà ở các nước Á Châu thì rất là thê thảm, có thể sụt tới 10% hay là 20%, 30%, tức là anh có 100 đồng anh mất 20-30 đồng rồi, mà chưa biết là tương lai nó sẽ còn như thế nào nữa. Nhưng mà mấy ngày nay thì có cái tin mừng đối với Hoa Kỳ là nhờ cái package đó là 2.2 tỷ đó, thành ra cái chứng khoán Hoa Kỳ từ 18.000 Dow Jones lên hiện nay sáng tôi thấy dường như gần 24, tức là ba mấy rồi, thì chưa có cao, nhưng mà cũng là một cái vui cho Hoa Kỳ, đỡ cho Hoa Kỳ. Đó là về quốc tế. Còn về cái Hoa Kỳ, nước Hoa Kỳ thì sao? Hoa Kỳ thì tôi nghĩ là anh Quân hay là một số anh chị cũng có biết, cũng có nói rồi đó, thì Hoa Kỳ đã bị tương đối nặng, là bây giờ tới giờ này thì là nặng nhất, tức là cái số chết cũng lên nhất, cái số nhiễm cũng lên nhất trong cái toàn thế giới. Hiện giờ thì gần 2 triệu người bị bệnh và có khoảng lối 120.000 người chết rồi. Thì Hoa Kỳ cũng đã chiếm một con số cao nhất trong các nước. Thì như vậy thì Hoa Kỳ phải đối phó hai mặt. Mặt thứ nhất á là đối phó về cái vấn đề trị bệnh, làm sao cho giảm chết, giảm bệnh cái đã. Cái thứ nhất là cái quan trọng nhất. Cái thứ nhì làm sao phục hồi kinh tế. Thì cái vấn đề phục hồi kinh tế thì bây giờ đang bàn cãi, bởi vì cái ảnh hưởng nó quá lớn. Như dây chừng như nãy tôi nói thì 2.2 tỷ đó rải ra nhiều chuyện,
Nhưng mà có một vài ý kiến là rải ra mấy cái công ty lớn nhiều quá, thành ra nhất là phía những cái đối lập về đảng phái hay một số ý kiến thì nói rằng họ sẽ có một cái dự trù lần thứ hai nữa, dự kiến lần thứ hai nữa là có thể 1 tỷ để mà giúp cho người nghèo hơn. Bởi giúp người nghèo kỳ này như vậy chưa đủ, đó là bởi vì ông Tổng thống Trump với cái quan niệm là giúp các cái đại công ty, nhất những công ty tìm giải quyết vấn đề thất nghiệp. Bởi vì thất nghiệp cho tới ngày hôm qua tôi thấy nó trong vòng có hơn 1 tháng mà đã có 16 triệu người thất nghiệp. Bởi vì họ sợ, bởi vì công ty cũng sợ, người đi quật cơ họ cũng sợ, thành ra cái tiền thất nghiệp nó rất lớn. Rất lớn thì làm sao bây giờ các tiểu bang mở ra từng cái tình trạng của mình mà mở cái reopening về kinh tế như thế nào đó tiểu bang. Thì cái vấn đề cho tới bây giờ cũng còn đang bàn cãi, và nếu bắt đầu được đó thì hy vọng là 1 tháng 5 sẽ có một số tiểu bang đã bắt đầu chương trình gọi là phục hồi kinh tế. Bây giờ Trung Quốc. Về Trung Quốc thì cái tình hình của thiệt hại của Trung Quốc trên do cái đại dịch này thì chúng ta đã biết một phần. Bởi vì Trung Quốc giấu nhiều quá, thành ra tôi nghĩ là biết một phần, nhưng mà một phần đó theo những người chuyên môn, những cái ngân hàng quốc tế hay là ngân hàng Á Châu hay là quỹ tiền tệ quốc tế hay là những trung tâm nghiên cứu về kinh tế, thành ra những con số mà họ đưa ra có thể chấp nhận được và có thể mà trình bày được. Đó là Trung Quốc theo dự kiến thì mặc dù 2 năm trước Trung Quốc đã, nền kinh tế Trung Quốc đã xuống rồi, đã bắt đầu đi xuống không còn trước kia 10 năm trước, thì cái chỉ tiêu của Trung Quốc đặt ra vào khoảng 6 chấm đại khái một năm nay đó, giờ năm rồi, thì năm nay đó thì theo ngân hàng quốc tế thì Trung Quốc nhiều lắm chỉ có thể là 3%, có nhiều cái trung tâm nghiên cứu nói là chỉ còn 2.9, hay là có những cái cơ quan nghiên cứu kinh tế nữa là chỉ còn có 2.3 thôi, tức là xuống hơn phân nửa của nền kinh tế. Nhưng mà thực tế thì thật sự chúng ta chưa biết, là tại vì cái đại nạn của Trung Quốc mình không hiểu hết được. Nhưng mà cái nền kinh tế Trung Quốc gọi là nền kinh tế toàn cầu sản xuất theo chuỗi, như nãy tôi nói, chuỗi cung ứng và tập trung đầu tư ngoại quốc quá lớn như vậy, thành ra nó khi nó sụp đổ rất là lớn, nó không sụp đổ nhẹ. Bởi vì cái gì nó cũng lớn, sản xuất lớn, công nhân nhiều, tiếp liệu nhiều, chuyển vận nhiều, cho nên nó khi nó sụp đổ như vậy, kể cả những cái người Trung Quốc sau này, người Trung Hoa sau này đi du lịch, họ đã có một cái số lượng người khách du lịch trên thế giới rất là lớn, chẳng họ sẽ bị giảm mất đó, có thể là vài trăm tỷ mỗi năm cái tiền đó, và tiền đó nó chia sẻ cho nhiều nước. Thành ra cái tóm lại đó, cái thiệt hại của Trung Quốc á, nó ảnh hưởng tới quốc tế, tới nhiều nước, chứ không phải là của Trung Quốc không. Thì trước hết trong kinh tế nội địa là người dân Trung Quốc cái chịu nặng cái đã, tức là thất nghiệp tăng, buôn bán lẻ, buôn bán nhỏ là giảm này kia nọ, rồi những cái mua gạo giết thực phẩm chưa cũng có nhiều khi không đủ. Có lúc mà Trung Quốc tháng trước là xin mua ở ngoài quốc, là trong đó có Việt Nam bây giờ thì chưa xuất khẩu Trung Quốc. Nhưng mà cái tình trạng theo nhiều nhà nghiên cứu thì lương thực là một trong những vấn đề chính của Trung Quốc hiện nay, nó thiếu, nó không đủ ăn. Và đối với đó là kinh tế quốc nội. Về kinh tế quốc ngoại đó thì là như chúng tôi vừa trình bày quý vị, là cũng như lần này cũng như lần khác, là kinh tế của Trung Quốc là kinh tế chủ yếu nhằm xuất cảng, nó giống như Việt Nam này, nhằm xuất cảng và thu hút đầu tư. Nó thành ra hai cái khía cạnh đó, thì có một khía cạnh gọi là thu hút đầu tư, nó 2 năm qua nó bị ra khỏi Trung Quốc một phần nào, do những cái lý do là công nhân giá cao lên, hoặc là do cái này cái nọ. Nhưng mà cái xuất cảng của Trung Quốc trong liên tục trong mấy năm nay không có giảm, ngay cả về năm 2019 đối với Mỹ cũng vậy, Trung Quốc vẫn giữ cái mức độ xuất cảng cao đối với Trung Quốc, đối với Mỹ. Cho nên cái nhập siêu của Hoa Kỳ với Trung Quốc đó, nó là vấn đề chưa giải quyết được, mặc dù có cái ký cái thương chiến, cái thương ước là hồi tháng Giêng năm nay đó, giờ 15 tháng Giêng mà có hiệu lực 15 tháng 2, thì bây giờ còn nằm đó, có một vài dấu hiệu thi hành nhưng mà còn nằm đó. Nhưng mà thi hành đó là cái tariff của 250
triệu mỹ kim đó là thi hành, tức là không tăng. Một mặt đó thì Trung Quốc hứa sẽ mua cái nông sản, tức là hai cái đó là chính. Còn nhiều vấn đề nữa trong cái giai đoạn sau thì Trung Quốc đang cố mua một số nông sản, và Trung Quốc có nói với Hoa Kỳ trong tuần rồi là sẽ giảm cái tariff, tức là cái thuế nhập của hàng của nông sản từ Mỹ vô Trung Quốc phân bớt 5%, tức là hồi trước là 10%, bây giờ chỉ còn 5%, mục đích để nhập nhiều hơn cho cái nhu cầu ở trong nước. Thì đó là một vài cái dấu hiệu về xuất nhập cảng của Trung Quốc. Thì chúng ta biết rằng Trung Quốc nó về kinh tế quốc tế nó có nhiều vấn đề lắm, nhưng mà hôm nay chúng ta chỉ nói như vậy là cái mà tôi muốn mở những ngoặc nói lại lần nữa, đó là Trung Quốc đã lợi dụng cái đầu mối, đã lợi dụng cái chuỗi cung ứng về medical supply, đã lũng đoạn thị trường, đã làm một cái điều hết sức gọi là bất nhân. Cho nên có nhiều nhà báo bên Pháp nó viết là một bên thì đếm tiền, một bên đếm xác, tức là anh Trung Quốc đếm tiền, anh Italy đếm xác. cái chuyện đó là bất nhân. Ngược lại với cái truyền thông của Trung Quốc nói là ô cha Trung Quốc là người duy nhất, nước duy nhất bây giờ có thể là làm nhân đạo nhiều nhất. Đó, thì đó là Trung Quốc. Bây giờ chúng ta trở lại còn 5 phút nữa thưa giáo sư. Đó, giờ còn cái phần chót đó, thưa anh là chúng ta thấy là có lẽ nói qua Việt Nam là cho hết cái bài này. Đó là cái phần kinh tế Việt Nam. Thì nó bị cái gì? Mới nhìn thì ảnh cũng như là còn chơi ngon hơn Trung Quốc, là không có người nào chết hết. Có mấy trăm, 280 rất kìa. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói là không ai biết con số của Việt Nam với Trung Quốc như thế nào, không ai có thể tin được. Cho nên á, nói vậy thì nghe vậy, nhưng mà nhìn thực tế mình mới thấy tại sao ít như vậy. Tại sao vậy thì phong tỏa một ít người như vậy nó dễ rồi. Cách ly mấy người đó đâu khó khăn gì hơn cách ly cả triệu, 2 triệu người. Cách ly mà có mấy trăm người như vậy đâu có khó gì mà ra lệnh cách ly toàn quốc, cách ly toàn tỉnh, cách ly đủ thứ. Như vậy đó là anh phải có vấn đề gì, vấn đề nặng, vấn đề gì. Đó, thành ra cái các nhà máy, các nhìn ở phố, ở Sài Gòn, Hà Nội, chúng ta thấy tất cả gần như là các cơ sở nó cũng giống như New York, tức là không có người đi, không có quán ăn không mở rồi, không có người đi tiêu thụ. Mấy anh mà chạy xe ôm cũng than trời, không có ai đi được. Thành ra nhìn cái thực tế đó, chúng ta thấy rằng cái ảnh hưởng của coronavirus này đối với Việt Nam tưởng nhỏ nhưng mà thực sự không nhỏ, không nhỏ. Thứ nhất, dù nó không lớn lắm, nhưng mà cái phần gọi là phục hồi kinh tế của ảnh rất là khó. Bởi vì ảnh là một nền kinh tế không tự do, kinh tế cộng sản. Thứ hai, ảnh là một nền kinh tế mong manh, là bất ổn, bất quân bình. Ảnh là một nền kinh tế yếu kém. Mặc dù anh nói 7% tốt sức, nhưng mà thật sự anh còn yếu kém. Thành ra những cái lý do đó anh cố gắng để mà phục hồi. Nhưng mà những cái chống đỡ hiện tại đó thì mới có giải quyết bằng cách là cho ngân hàng nói là quản lợi cái tiền lời, các anh business quản lợi cái tiền đóng thuế, rồi những cái chi phí khác không có. Rồi mới ngày hôm qua tôi nghe cái tin là có thể có bên chính phủ đưa qua quốc hội để chuẩn phê một cái package, một cái gói là 7.7 tỷ Mỹ kim. Thì nếu là so như Việt Nam, so với nước khác thì đó là lớn, so với kinh tế Việt Nam quá yếu kém bây giờ đó, lung lay bây giờ đó, thì đó là lớn. Nhưng mà có nhiều điều chúng ta biết là khi chính quyền, khi người cộng sản làm cái gì phải có cái ý đồ nào đó. Thành ra 7 tỷ 7 để mà làm cái cứu trợ hay là phục hồi kinh tế đó, họ có thể trong các cái ý đồ này, ý đồ nọ, có cái ý đồ tham nhũng trong đó. Cái mất mát nhiều á, mà cái sự chia chác là công bình quá hay là giúp cho người nghèo, người khổ sở thì lại không đúng, mà đưa cho những cái nơi không phải cứu trợ lắm mà được giúp đỡ nhiều. Thí dụ như hồi năm 2018 đó, tới hai qua 2009, chính phủ của Việt Nam có một cái package
6 tỷ. Chắc là nhiều người không để ý là tại vì lúc đó nó tình hình nó cũng sơ sơ thôi. Nhưng mà kinh tế Việt Nam lúc đó 2008, 2009, 2010 đó, kinh tế Việt Nam suy sụp nặng lắm. Nhưng mà đưa package 6 tỷ thì bỏ 4 tỷ ra, đưa 4 tỷ ra để cứu quốc dân, còn 2 tỷ để cho nông thôn. Các anh chị thấy không? Quốc dân đã lỗ, đã ăn tiền, đã tham nhũng, đã làm mất tiền của dân. Mà tiền bắt chết ra thì đưa cho quốc dân hết 2 phần 3. Đưa quốc dân 2 phần 3 là gì? Thứ nhất là bảo vệ quốc dân để nó không chết, để nó vẫn chủ đạo. Cái thứ hai là đưa quốc dân thì những người liên hệ trong cái chùm đó mới có tiền bỏ túi riêng. Đó là những cái mà người ta nghi ngờ, bất cứ lợi dụng đám ma đám tán những khổ sở gì thì đảng viên cộng sản là chánh quyền cộng sản luôn luôn có một cái ý là rút bớt tiền của chính phủ. Đó là cái tóm lược hôm nay, thưa anh. Dạ, bây giờ thì chúng ta còn 2 phút còn lại để dành cho giáo sư. Qua tất cả những cái chuyện mà giáo sư vừa trình bày, ba quốc gia mà có liên quan mà chúng ta cần chú ý, tức là Hoa Kỳ, Trung Cộng và Việt Nam. Nhưng mà với cái tình trạng kinh tế như thế này đó, và cái sự mở cửa mà chậm lại, thì giáo sư thấy là cái tình trạng nó thảm hại còn nhiều hơn nữa, phải không thưa giáo sư? Vâng, tôi đồng ý với anh đó, anh Bách. Anh cũng hôm nay thảo luận cũng nhiều người thì cái ý chung chung á là mở càng sớm á thì cái sự lo sợ, cái nguy hiểm càng nhiều, mà chưa chắc gì mình đạt cái mục tiêu là phục hồi kinh tế. Thì bây giờ cái phục hồi kinh tế đó nó tùy nước, thành ra cái nước nào mà gan thì phục hồi trước, hoặc là nước nào mà không bệnh nhiều đó phục hồi trước. Thành ra đối với Việt Nam mà Trung Quốc, đối với Hoa Kỳ thì tôi thấy rằng ở đây anh em mình biết nhiều, cũng như một số anh diễn giả đã nói rồi đó, thì hiện giờ nó cũng có hai cái ý kiến là nên chậm lại một chút, có cái ý kiến khác là bây giờ phục hồi có chọn lọc. Thì tôi nghĩ cái trên nguyên tắc đó, phục hồi có chọn lọc thì cái đó đúng. Bởi vì không phải cái kinh tế nào cũng phục hồi hết. Có những cái nó không đóng góp vào cái vấn đề sinh tử của kinh tế quốc gia đó, thì cái đó chậm chậm cũng được, không sao. Thành ra những cái mà phục hồi mà chính quyền Hoa Kỳ đưa đó là những cái phục hồi có tính cách chiến lược và những cái trọng điểm. Thì cái đó là cái ý của chính quyền và cái ý của một số người kinh tế. Nhưng mà những nhà xã hội và những người mà kinh tế khác đó, nghiêng kinh tế gia nghiêng về cái quần chúng á, thì quần chúng bây giờ nó còn lo sợ quá, sợ cũng không đủ cái tinh thần để đi làm việc. Cái thứ hai đó là bây giờ kinh tế phục hồi, nhưng mà nước Mỹ, chúng ta biết là kinh tế Mỹ 2/3 là tiêu thụ trong nước. Thì bây giờ cái tiêu thụ trong nước nó ít tiền, người ta dè dặt hoặc là người ta bị cách ly, người ta không đi, thì cái tiêu thụ trong nước nó cũng giảm. Cái thứ nhì của cái mục tiêu đó là tiêu thụ ở ngoài quốc, xuất cảng chỉ 1/3 hay là hơn 1/3 thôi, nhưng mà các nước bây giờ họ nhập cảng nó cũng giảm đi. Thành ra cái bỏ ra tiền nhiều và các cái người công ty, các cái employer hiện nay họ cũng suy nghĩ mình sẵn rút ra mình phải có lời để đạt cái mục tiêu bình thường. Đó là cái thứ nhất, cái tình trạng Hoa Kỳ. Bây giờ đối với lại Trung Quốc á, thì họ cứ làm bừa bãi, nhưng mà họ đã cho phục hồi hôm nay rồi, mà 2-3 tuần nay là kinh tế mở lại để hôm đầu tháng 4 đó, để mà gọi là bình thường quá. Thì theo những tin tức từ những người ngoại quốc ở bên Tàu đó, họ nói rằng thực sự nói bình thường quá, chứ thật ra chừng còn ít nhất là 1/3 người công nhân không dám đi làm. Và thứ hai là người tiêu thụ ở trong nước rất là vẫn còn dè dặt, họ đi mua cái ào đến chợ mua đồ ăn rồi về, không có du lịch, không có chuyển vận, không có những cái chơi hay này kia nọ. Thành ra nói phục hồi nhưng mà thật sự Trung Quốc cũng phục hồi rất là có giới hạn, tức là không có gọi là bình thường quá thì coi như chưa tới. Và đối với Việt Nam thì tôi với anh với mọi người Việt Nam chúng ta đều hiểu là Việt Nam thứ nhất là cái gì họ cũng giấu và dối và nói phóng đại, mặc dù là quốc tế nhiều người không biết, nói là Việt Nam là số 1 trong cái chống đại dịch này, chưa có người nào chết, mà ở kế nước Tàu vậy mà chưa có nào người nào chết.
thì tôi nghĩ là bây giờ chờ xem coi Việt Nam có thực sự muốn phục hồi thực sự ngành nào. Cái thứ hai đó, Việt Nam không thể không phục hồi của các cái công ty quốc doanh trước, cho nên chính cái đó là gây một bất công rất lớn cho cái nền kinh tế Việt Nam và cái trở ngại rất lớn. Bởi vì nếu mà làm như vậy thì là tiền nó vào trong cái túi các cái quan tham nữa, cái quốc doanh nữa, còn người dân những cái buôn bán ở chợ Bến Thành hay là buôn bán bưng này, bán bưng nhỏ này kia nọ, bán nước mía, bán sữa đậu nành thì làm sao? Thành ra là ai giúp? Bởi vì những người đó họ, chính phủ nói rằng không có ai bảo đảm với họ thì làm sao giúp được, đưa tiền ra mất làm sao, ngân hàng nó nói như vậy. Cái thứ ba đó là kinh tế Việt Nam mình giả sử như có phục hồi một phần nào đó thì nó vẫn mong manh, là nó trong hiện tại ngắn hạn thì nó vẫn rất là khó để phục hồi. Như nãy tôi vừa nói, thị trường không có, nhân công không có, tiền bạc không có, chính phủ ngân sách thiếu hụt liên miên, thì bây giờ 7 tỷ đó lấy đâu ra 7 tỷ để mà phục hồi kinh tế? In tiền ra thêm hoặc đi vay, thì vay bây giờ Việt Nam chỉ có vay giới hạn một vài tỷ thôi, rồi in tiền thêm là lạm phát giá cả lên nữa thì người nghèo lại chết hơn nữa đó. Còn những tư sản đó, người giàu, cán bộ, đảng viên thì họ qua được, còn người nghèo đa số 60-70% họ sẽ tiếp tục chết. Và cái đường dài đó thì theo nhiều người nghiên cứu thì với cái tình trạng toàn cầu hóa hiện tại và với cái tình trạng mà Trung Quốc lũng đoạn hiện tại đó, thì các công ty của Mỹ, của Âu Châu, của Nhật sẵn sàng chuyển qua một phần nào qua Việt Nam hay Indonesia, thì những cái biện pháp đó và chuyển đi đâu đó thì tương lai đường dài, chứ hiện tại trước mắt Việt Nam chưa hưởng được. Nhưng mà cái đó là cái hy vọng của nền kinh tế Việt Nam trong tương lai. Thì tôi mở cái ngoặc này, nhiều cái chính quyền nhân cái vụ mà rũng đoạn của kinh tế Trung Quốc đó, nhiều 30 giây nữa thưa giáo sư. Đó, một câu chót là nhiều chính phủ, nhiều dân chúng thế giới thấy được cái âm mưu và thấy được cái thâm độc của Trung Quốc, cho nên đó, họ không có khuyến cáo những người tư bản của họ mà giữ ở Trung Quốc. Như Nhật vừa bỏ ra 2 tỷ để giúp đỡ những công ty của Nhật chuyển về nước Nhật hay một nước nào đó để đầu tư tiếp tục. Và Mỹ và Anh và Pháp trong tương lai có thể là như vậy. Đó là những cái điều mà tôi có thể, thưa quý vị, hôm nay tôi xin tóm tắt cái đó. Nhất là cái tình hình kinh tế và thế giới, và nhất là cái gì đó là vấn đề lũng đoạn kinh tế của Trung Quốc trên bình diện quốc tế. Dạ vâng, rất tiếc là đến đây đã hết giờ. Mặc dù là giáo sư đã chia sẻ rất là hấp dẫn, chúng tôi hy vọng trong kỳ tới giáo sư sẽ trở lại. Chúng tôi thành thật cảm ơn quý khán giả đã theo dõi và lắng nghe. Cảm ơn giáo sư Nguyễn Bá Lập đã dành thời giờ để đóng góp trong chương trình này. Chúng tôi xin kính chào quý vị và kính chào giáo sư Nguyễn Bá Lập. Vâng, em chào quý vị, chào anh Hoàng Bách.